Thì bước 1 là các bạn phải tạo cái model ha. Tạo admin model ha các bạn. Admin nào. Admin model ha. Thực ra admin model này không phải tạo để các bạn là insert đâu. Tại vì là tôi bỏ qua chức năng insert. Nhưng mà các bạn phải tạo để các bạn lấy nó ra ha. Select. Ok chưa? Hoặc là cập nhật mật khẩu nếu các bạn muốn. Nếu làm chức năng cập nhật mật khẩu. GS. Đúng chưa? Bước 1 là tạo chức năng model này. Thì ở đây các bạn thêm cho cô ở trong cái module này. Các bạn click chuột phải. Bữa trước là cô nói các bạn tạo ở trong cái user luôn. Đấy. Nhưng mà các bạn có thể tạo new một cái file riêng, một cái file riêng cũng được ha. Admin. Rồi ở trong này cô tạo một cái admin model. .js nhé. Rồi tắt bớt mấy cái này đi. Tắt bớt ha. Trong admin model thì mình phải thêm cái gì vào các bạn? Mongo đúng không? Mongo OS đúng không? Rồi nếu không nhớ thì vào đây. Bữa trước cô copy một cục quên sửa đó. Các bạn đừng quên sửa nhé. Đây, sửa lại cái này thành admin schema. Admin schema. Sửa luôn cái dưới này ha. Trả về cái này là trả về admin cho cô được chưa? Mình sẽ có chỉ có username và password thôi. Quá dễ. Và password thậm chí là mình không mã hóa nhé. Các bạn thích mã thì mã, cái này có demo thôi, cái phần mã hóa demo cái kia. Cho nên là chỗ này cô sẽ không mã hóa. Vậy là schema xong chưa? Rất đơn giản. Nó chỉ có hai trường là username và password thôi, những trường khác không có. Ok không? Ok chưa? Đấy, cái này là demo nhanh. Rồi mình nhớ là export ra cũng đúng cái của nó. Nhé. Các bạn viết chuẩn tắc đi, đừng có viết nhiều kiểu như bạn viết rồi là các bạn không phân biệt được. Các bạn viết theo người này người kia. Các bạn cứ viết đúng một kiểu cho cô trước rồi tính nhé. Rồi. Xong rồi bây giờ cô viết thêm cái một cái hàm, một cái controller. Trong controller này có thể có là tạo cái admin controller ha. Thì trong controller này nó có thể có cái hàm gọi là hàm login ha. Login. Và một hàm là change password ha các bạn. Không có đăng ký nhé. Đấy, có thể là có thêm insert nếu như các bạn làm chức năng đó, còn không làm chức năng đó thì thôi. Thì các bạn trước mắt có login cái đã, cô làm cái login trước, trên password thích làm thì làm, chưa làm thì để đấy đã. Vậy là trong admin này cô sẽ new một cái file, cô đặt là admin controller.js ha. Trong này cô sẽ require anh admin model này. Tức là anh xuất ra rồi, anh export ra cái model thì mình gọi để mình dùng. Thì mình là constant. Cái anh là admin model gán bằng require. Thấy chưa? Rồi, các bạn để lấy cái đường dẫn cho đúng chỉ cách này chấm sẹt. Rồi vào đúng luôn. Ok chưa? Mình cùng thư mục thì rất là dễ. Còn nếu không cùng thư mục thì mình đi ra ngoài thì mình lại chấm chấm sẹt thì nó ra ngoài một cấp. Được chưa? Khi nào nó nhắc cho mình á thì mình thấy là à đúng. Mà nó chưa nhắc là đường dẫn sai sai rồi. Ok. Đấy, cái việc tạo thư mục này quan trọng lắm. Hôm bữa mà cô ngồi với bạn mà chỉ vì bạn tạo thư mục lung tung mà gọi tùm lum, gọi đường dẫn sai lung tung luôn và mất một khoảng thời gian rất là nhiều để fix chỉ vì là cái thư mục các bạn đặt không có hợp lý. Tức là mất rất là nhiều năng lượng luôn các bạn, mất nhiều công sức luôn. Chỉ vì đặt cái thư mục không hợp lý thôi. Đấy, các bạn đặt thư mục đúng hợp lý một cái, đúng kiểu một cái, các bạn đỡ mất thời gian vô cùng luôn ha. Rồi, thì như lần trước cô hướng dẫn là các bạn cũng export luôn. Các bạn viết module gì, các bạn export cái module đó đúng không? Đừng quên cái export module ha. À, xin lỗi các bạn, module.export. Đấy. Export ha. Bằng. Rồi, ok, để đó đã nha. Bây giờ mình viết một cái hàm login. Đúng không ạ? Constant login gán bằng
À, Async, tại vì là cái hàm của mình là kết nối với database, thành ra là mình dùng Async Await ha các bạn. Rồi, đối số của mình đăng nhập thì mình cần cái gì ạ? À? Đúng rồi, mình cần truyền vào username và password thôi các bạn. Cái này là đối số truyền vào nhé. Rồi, rồi mình xử lý và mình return đúng không ạ? Rồi, try get nhằm mục đích gì? Try get nhằm mục đích là các bạn bắt lỗi có hai loại lỗi các bạn có thể bắt. Một là lỗi nó tự phát sinh ra, các bạn bắt nó lại, giữ nó lại đó. Hai là mình ném lỗi ra để bắt, cố tình ném ra để bắt, ok không? Đấy, các bạn có cái câu lệnh true á, true new error đó, thì là mình true là ném, mình ném ra để mình bắt lại, ok không ạ? Đấy, và cái lỗi đấy là lỗi chủ động của mình ha. Rồi, mình lock error nếu có lỗi ha. Đấy, viết đơn giản vậy thôi, lock lại. Rồi, bây giờ mới đến phần xử lý nữa các bạn, đúng không? Thì mình có phải là mình sẽ tìm đúng các bạn? Tìm đúng là gọi là file gì á? File one. Đúng rồi, không phải file by ID nhé, tại vì by ID của nó là cái chuỗi kia đúng không? Rồi, vậy thì mình sẽ có gì á? Constant hả? Constant. Admin hay user hả? Admin bằng gì á? Await. Đúng rồi, admin model chấm file file one, đối số truyền vào sẽ là chính xác username đúng không, phải password bằng password đúng không? Ok chưa? Rồi sao ạ? Thế này ạ, đăng nhập nó có hai vấn đề. Một là các bạn muốn trả về cái gì? Thường các bạn đăng nhập các bạn hay trả về là true hoặc false, đăng nhập thành công hay là thất bại đúng không? Tuy nhiên là nếu trả về true hoặc false thì nó chỉ biết là bạn đăng nhập thành công hay thất bại thôi. Còn giả sử như cái thông tin của admin tôi không lấy được, password tôi không giữ được, hiểu không ạ? Bây giờ tôi muốn lấy được cái thông tin sau khi đăng nhập thành công, tôi muốn giữ lại thông tin của user, đúng không? Thì tôi muốn return luôn cái admin. Ok chưa? Tôi return luôn cái admin này. Ok, xong. Hàm viết đơn giản vậy thôi, nhé. Không xử lý nữa, nhiều bạn xử lý if cái này không tìm thấy thì các bạn ném lỗi tiếp. Từ từ đã, ok chưa? Có thể ném lỗi ở dưới này bắt các bạn xuất ra lỗi này, ok? Thì bắt lại là nó bắt lỗi là nó show ra lỗi này luôn. Và cái message tương ứng thì nó sẽ, các bạn ném message gì nó bắt message đó. Nó show ra cái message đó, ok chưa? Rồi, vậy là coi như hàm này cô đã viết xong. Xong các bạn export nó ra, đừng quên export nó ra nha. Đấy, rồi các bạn cũng có thể ghi luôn cái hàm là gì đấy ạ? Hàm chain password đúng không? Các bạn thích cái chain password. Đó, cũng bằng các bạn truyền vào cái gì ạ? Xin gì đấy ạ? Username. Có lấy cái ID của nó không ạ? Nên để cái ID đúng không? Hợp lý không? ID nè, có thể cần username hoặc không cần nha, được chưa? Tại vì khi tôi đổi password tôi chỉ cần cái ID thôi. Rồi, new password đúng không ạ? Đúng chưa? Hợp lý không? Tôi tìm thấy nó xong tôi update cái password đúng không ạ? Hợp lý không ạ? Đấy, thôi tôi biết vậy thôi, tôi không làm gì tất cả, tôi để đó các bạn. Được không? Các bạn chưa dùng nó thì được không ạ? Không lỗi. Cho nên là có những cái hàm các bạn để đó, tôi biết là tôi sẽ viết cái hàm đó, nhưng mà tôi chưa viết để đó đã. Đúng chưa? Từ từ viết.
Được không? Mắc chỉ khi nào tôi cần thì tôi viết. Nhưng mà tôi để ghi một đó. À tôi sẽ có một cái hàm password ở đây này. Trong đầu tôi skip để đó này. Hiểu không? Đấy. Thế thôi. Ok. Và nó không bỏ lỗi nhé. Rồi vậy là mình đã xong controller rồi. Bây giờ nhiệm vụ là mình phải viết API CRUD cho nó. Được chưa? Mình phải viết API. Rồi bây giờ mình sẽ bước 3, mình sẽ viết là cái tạo cái router đúng không? À, tên là admin.js nha. Đồng ý không ạ? Rồi, rất clear đúng không? Rồi, bây giờ mình vào đấy. Mình tạo một kiểu mình tự viết xong từ khen clear vậy đó. Đây, new file admin js, đồng ý chưa? Rồi. Rồi nếu như mà quên thì gì ạ? Copy. Thực ra làm riết nó quen các bạn ạ, chứ cũng không để nói. Rồi ok. Đúng rồi. Export cái nữa, đừng quên cái này nhá. Đấy, hết rồi. Có hai cái đầu cái cuối à? Đấy, đừng quên cái cuối. Nhiều bạn quên cái cuối, nó bảo nó không phải là function. Nó thường bảo lỗi như vậy á. Nó không phải là module. Nó bảo vậy các bạn. Rồi, cái này là mình sửa lại thành admin controller. Cái này đường dẫn nó đúng rồi đó, nhưng mà bây giờ cô chỉ cho các bạn cách nè. Các bạn chấm xẹt cái không nhìn thấy đường dẫn đúng không? Ra ngoài cái nữa chấm chấm xẹt, thấy chưa? Thấy cái thư mục module của mình chưa? Xẹt cái nè. Admin có chưa? Xẹt cái controller có chưa? Không bao giờ sai được, đừng đi gõ từng cái một. Trời ơi, gõ xong bảo lỗi. Tôi bảo của em lỗi đường dẫn sai rồi. Không biết vì sao đường dẫn sai. Bây giờ em click vào đó có ra không? Không. Đường dẫn trỏ bị sai. Các bạn gõ đường dẫn trỏ bị sai. Tại vì các bạn đặt cái thư mục lung tung ha. Rồi ok. Vậy cô sẽ tạo một cái API login admin các bạn nhé. Rồi router chấm login thì post đi ha. Post đi ha, làm post đi ha. Rồi, cái tên này do các bạn quy ước nè, sẹt nè. Các bạn có thể để chữ API. Hiểu không? API để các bạn biết, à tôi đang viết API đấy. Được không ạ? À? Login. Được chưa? Phải Async luôn, bên kia Async thì bên này cũng phải Async. Cũng để function cũng được, không để function thì để chữ này. Để arrow function cũng được nhá. Function cái gì tùy các bạn ha. Rồi, request, respond. Đấy. Rồi, try catch luôn. Nguyên tắc try catch là để nó bắt lỗi cho các bạn thôi. Log. Đấy. Error. Nó có quy ước rồi, như cái học thuộc á. Cái phần thực thi nó nằm ở try. Cái lỗi mà bắt trả về nó nằm ở catch. Khi nó vắng lỗi thì cái catch này có nhiệm vụ nó bắt lại cái lỗi của các bạn lại. Và nó xuất ra lỗi hay không là việc của các bạn, nhưng các bạn yên tâm là cái lỗi để nó bị giữ lại rồi, nó không bị văng ra nữa, kiểu như thế ha. Đấy, đó là lý do tại sao dùng cái try catch ra, log ra để mình biết là cái lỗi gì nếu có để mình còn fix lỗi ha. Rồi ở đây tôi sẽ nhiệm vụ thứ nhất là cô sẽ lấy cái dữ liệu, à cái quy trình các bạn login nó sẽ xử lý như thế nào nhá. Bây giờ tôi sẽ nói cái quy trình login ha. Cái main, à cái pane. Đây, lại vẽ nha. Vẽ nè. Ha. Các bạn chịu khó tí ha. Đây là mình có cái trang login nha các bạn. À, đây là có cái username nè. Đồng ý không? À, đây là có cái password, đồng ý không ạ? Đây là cái này được gọi là cái view ha. Cái giao diện của mình đấy, cái giao diện này được gọi là cái view. Cô có cái nút này được gọi là nút login ha. Ok chưa? Rồi giả sử đây là nút login. Ok chưa? Thì bây giờ cô gõ. Cô sẽ gõ username. Xong cô gõ password. Nếu các bạn mà không gõ username, không gõ password, xong các bạn phải bắt lỗi. Submit cái các bạn bắt lỗi là yêu cầu gõ nhập username và nhập password. Thì cái việc xử lý đó các bạn lưu ý cho cô nè. Cái việc xử lý đó phải xử lý phía client.
Nếu các bạn phía gửi phía server thì gửi lên server nó rất là nhiều cái người gửi như vậy thì nó gây ra cái gọi là traffic network á, đúng không? Tức là nó sẽ chậm, tức là nhiều người gửi connection quá, giống cái đường đi ấy, nhiều người quá thì nó sẽ chậm. Thì những cái gì mà xử lý được phía client thì các bạn xử lý phía client, đúng không ạ? Thì nó mới tăng tốc độ các bạn được ha. Rồi, nếu các bạn nhập username rồi, nhập password rồi, các bạn gõ cho cô cái submit ở đây. Thì nó sẽ gửi cái form này các bạn nhá. Nó sẽ lấy dữ liệu nè, cả cái form này nó sẽ gửi lên server. Nó sẽ gửi lên cái MongoDB server. Là cái mà tôi đang xử lý API đó. Thì cái này cô hôm bữa có nói các bạn là request đúng không? Cô đang nói các bạn nó chính là cái request á. Đó, nó sẽ gửi request ha. Đấy, nó sẽ gửi lên server. Và cái này là nó sẽ gửi cái gì ạ? Nó sẽ gửi username và password lên các bạn ạ. Ok không? Đấy, nó gửi username và password lên. Đó, là từ cái này gửi lên nè, từ cái form này gửi lên nè. Và ở trên server này nó nhận và nó xử lý. Vậy tôi nhận nè, tôi đang ở server. Tôi đang viết cho server đúng không? Tôi nhận nè. Tôi nhận nhá. Nếu gửi phương thức post thì tôi sẽ nhận theo cái là gì đó? Request chấm body đúng không? Vậy thì tôi sẽ lấy nó ra. Constant username phải password rồi bằng request.body. Đấy. Thì anh này anh sẽ nhận nè. Anh sẽ nhận toàn bộ dữ liệu ở dưới này gửi lên. Ok chưa ạ? Gửi bằng post thì ở đây là có cái form á, nó sẽ nhận nó gửi lên. Ok. Nếu tôi nhập là bà Sang 123 ở trên nó sẽ nhận ra được là bà Sang 123. Ok. Rồi, sau khi nhận được rồi thì tôi lấy tôi xử lý thôi. Tôi gọi tới cái hàm admin controller này các bạn này. Tôi sẽ gọi tới nó để tôi xử lý. Vậy thì nó sẽ return cái admin đúng không? Thì tôi sẽ có lại constant cái admin gán bằng cái await đúng không ạ? Admin controller chấm gì ạ? Login. Đối số truyền vào sẽ là username phải password. Rồi, bây giờ các bạn có thể bắt lỗi nè, hay là muốn thông báo hay là return cái gì tùy các bạn ha. Nếu không thì các bạn sẽ là return, à quên, JSON, xin lỗi, cái này ở trên root rồi. À, respond trả về kết quả là JSON đúng không? Đấy, trả về cái anh admin này. Ok. Đấy, ok chưa? Đấy, trả về anh admin. Hoặc là các bạn có thể xuất ra thông báo lỗi ở đây. Ok, muốn trả về sau các bạn trả. Được chưa? Đấy, cô trả về cái này luôn. Vậy là cô vừa viết xong cái API login rồi. Bây giờ muốn mà chạy được cái server của nó, tôi phải cấu hình thêm một bước nữa. Tôi phải cấu hình thêm một bước nữa ở đâu ạ? Bước 4 là tôi sẽ cấu hình bên file gì đó app.js cái nữa nha. Đồng ý không? Vậy tôi sẽ vào cái app.js. Đấy, tôi gọi một cái root nữa đúng không? Cái này là admin router đúng không các bạn? Rồi, có phải cái này là admin không? Chưa? Rồi đây có phải là tôi sẽ sử dụng nó cái nữa đúng không? Thay cái này bằng admin đúng không? Cái này sửa lại thành admin router đúng không? Router. Xong chưa? Hết rồi đó. Ok. Được không? Đấy, thêm hai cái dòng này vô ở trong thôi, cô copy nhé. Thêm cái dòng này. Và cái dòng này vô là xong. Đúng chưa? Ok. Là được rồi. Rồi. Ok, bây giờ đường dẫn của mình sẽ để chạy được API này, đường dẫn của mình sẽ là như thế này nha. Như nè.
Tôi vào admin tôi gõ đường dẫn là có phải là HTTP localhost đúng không? Search admin nè. Đây. Đường dẫn của nó sẽ là chạy như này nè. HTTP 2 chấm search localhost. 3000 nhá. Các bạn đang đặt port của nó bằng search admin search cái nữa. Có phải là cái này là API không? Search cái nữa là gì ạ? Login xong rồi đó. Đường dẫn của các bạn vậy đó. Xong các bạn truyền username password là ra. Ok chưa? Vấn đề cái này các bạn gọi ở đâu thôi. Được chưa? Rồi, test thử nhá. Test thử ở trên cái Thunder. Bây giờ nhá, test thử trên Thunder để chạy nè. Trước tiên là các bạn phải run nó đã. NPM run dev. Rồi ok nhá. Rồi. Kéo xuống cái. Được rồi. Bây giờ tôi chạy Thunder cái nè. Tôi copy cái đường dẫn này nhá. Rồi tôi new một cái request. Tôi thay cái request này tôi gắn bằng cái này. Phương thức tôi chọn sẽ là post được không? Rồi, query đâu rồi? Respond bự quá. Body nhá. Reason đúng không? Reason của cô có để là gì đấy hả? Username đúng không? 2 chấm bà sang phải password 2.123 nha. Rồi, tôi send cái này. Sao admin sao nó return null nào? Null đó, null là gì ạ? Null là không có gì đó. Ồ khoan, từ 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 từ. Sao lại tôi để móc từ từ nha. Tôi sorry, tôi sửa lại cái này một chút xíu. Là chỗ này tôi không return cái móc này nữa đâu. Tôi không return, tôi return cái này được rồi. Đúng rồi, admin từ từ. Rồi chạy lại cái request nào. Nó return null đúng không? Nó return null. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không tìm thấy. Đúng không? Nó không tìm thấy. Khoan từ từ cô coi lại cái database nha. Admin 123. Sao nó không tìm thấy bà sang nhỉ? Rồi, mình check qua cái thằng controller cái nào. File one. Username. Username password. Rồi, bây giờ tôi sẽ lốc thử anh này cái coi. Có thể anh này sẽ là null admin. Chạy. Send. Rồi anh này null. Anh này đang trả về null. Admin model. Rồi, tôi thử test cái thằng username cái coi nhé. Xem nó trả về gì nhé. Cũng null luôn. Từ từ, vậy đang sai chỗ nào các bạn nhỉ? File one. Rồi, tôi bỏ anh này luôn. Tôi để chữ username thôi. Từ từ nhé. Tôi tìm theo username thôi. Nó lại lỗi, từ từ nha, nó lỗi. Filter object nó bắt buộc phải object, sorry. Rồi, vậy là sao ta? Vậy là chỗ này tại sao nó lại là file one ta? Tại sao nó lại null ta? Cái chỗ nào? Mua đồ đó hả? Khoan từ từ. Cái username password. Username password. Mong export admin. Đâu có sai gì ta. Đâu có sai gì đâu. String username. Rồi cái anh này. Anh file. File đi ha. Khỏi file on luôn. Tôi thử file đi. Xem nó ra cái gì.
Username password. Ok, username đúng rồi, send. Nó ra bằng rỗng. Nó ra bằng rỗng. Ủa? Sao ra rỗng ta? Không tìm thấy. Get error thì nó không có lỗi, nhưng mà nó không tìm thấy. Log username. Nó không chịu hả? Tức vậy. Tức vậy. Nó có cái thằng này, nó khác cái mối này, vậy nó khác cái gì ta? Không phải. Rồi, cô sẽ export data thằng này. Ok. Ủa, không có. Cô tàu tay hôm qua, cô làm tàu tay mà cô lấy vẫn được mà. Rồi, export cái full collection đi ha. Reason nào. Export nào. À, từ từ cho cô xíu nha. Document. Rồi cô để ở ấy đi. Cô để vào cái download đi. Download đi. Select ha. Rồi cô lấy thử anh này nè. Thử anh này nhá. Cô thả vào đây ha. Từ chờ cô xíu. Cô thả vào đây đi. Đấy. Ok, open. Thì nó là cái thằng này. Cái anh này. ID. Nó giống mà. Rồi. Vậy cô sẽ thêm đồng chí này vào đúng không? Đúng chưa? Ok. Rồi, có gì khác đâu ta? Rồi. Cô đổi đi ha. À, rồi ok, cô thử nhá, thử test anh này nhá, admin nào. Xóa. Xóa ông này luôn. Add nào, insert document nào. Có khác gì đâu. Đúng không? Vậy là phải đây đúng không? Username. Rồi password. À. Rồi cô test thử nha. Tắt canh này nè. Tôi test thử nha các bạn. New là request nè. Đấy à, Hương TT ha. Rồi. Rồi đi save. Rồi send. Nó vẫn null nè. Vô lý ta. Nó vẫn null ta. Username, password nè. Cô export ra đây cô. Một cách là cô import lại đó. Đúng không? File. File thì cũng ra bằng rỗng luôn. Vô lý ta. Cái gì? Cô lock lại kết quả của nó nè. Cô tìm thấy không? Không có mà. Nó không bảo lỗi. Rỗng nè. Nó không có lỗi. Nó không tìm thấy thôi. Nó không có lỗi. Không có lỗi. Rồi. Tôi thử test lại cái anh comment anh này lại nha. Ở đây cô để là gì đấy ạ? Constant. User đúng không? User model nè. Bằng require cô thử nha. Chấm sạc. Chấm sạc user. Rồi user model ha. Rồi ở đây cô để cái user model. Đúng chưa? Chấm file one. Username đúng không? Không khác cái gì đúng chưa? Tôi chỉ lấy username thôi.
Rồi bây giờ request cái nha, send. Ê sao cũng nún. À khoan từ từ, bên này tôi để cái gì đã, sorry. À cũng để Hương TT. À, sao cũng nún. À sorry hả? Thì một user model mà. Xây gì? Xây gì? Trời trời, sẽ sai đâu, phải sẽ sai gì chứ? Tôi gọi user model nè. Đúng chưa? Rồi, tôi file toàn bộ nhé. Không có điều kiện nào. File toàn bộ nhé. Được chưa? Từ từ, tôi lock, xin lỗi tôi. Khoan khoan, tôi lock không luôn đâu. Tôi lock lại cái thằng username, hình như là chưa lấy được nó hay sao. Tôi đi loay quay, tôi đi kiếm. Nó lỗi nè. Lỗi cái gì? Admin model. Sorry. Rồi, hình như tôi chưa lấy được cái thằng username. Hương TT nè, lấy được nè. Username lấy được, password lấy được bình thường. File này nó vẫn trả về rỗng. File này nó vẫn trả về rỗng. Rồi, test thử cái thằng này. Tôi vẫn trả về rỗng, không hiểu vì sao nó vẫn trả về rỗng. Rồi, send. Ok, trả về được. Nhưng mà, à cái này name, sorry, cái này name chứ không phải username. Nhầm nhầm, cái này name. À, vậy là phải insert vô để mình lấy được ra hả? Vô lý nhỉ? Dữ liệu khác gì nhau đâu trời. Đúng rồi. Chính xác. Chính xác. Chính xác, chính xác. Rồi rồi, tôi hiểu cái sai chỗ nào rồi. Rồi rồi, đây. Nó sẽ tạo ra một collection khác. Cái admin của em tạo cái kìa. Hiểu không? Cho nên là cái nó so sánh cái này với cái database nó không có. Không phải là do cái record ở trong đấy mà do cái admin này nè. Chính xác. Lúc nãy em tạo cái schema ở đây á, em insert vào thì nó sẽ tạo một cái collection khác. Bây giờ tôi test cho các bạn coi nha. À, cô viết một cái hàm insert ha. Tôi insert tay thôi ha. Insert một cái cho các bạn coi nè. Nó khác đấy. Tôi sẽ giải thích cho em hiểu nào. Đây. À, cô viết một cái hàm insert nhé. Viết một hàm insert nào. Có hai trường là insert nhanh lắm. Insert constant. Insert nào. Và viết một cái hàm này. Cũng username password luôn đúng không? Có hai cái à. Và các bạn truyền hẳn một cái object vào ha. Đây. Try get nha. Mình vẫn try get nha, lock lại nha. Cái này các bạn làm kiểu theo quán tính ấy. Error đi ha. Làm riết cho nó học thuộc luôn á. Rồi, mình sẽ cô xóa luôn cái này. Mình sẽ lấy cái gì ạ? New à.
Đây. Constant hả? Admin bằng new admin model. Cái username có móc nhọn không ta? Username không có. Phải password luôn. Đó. Rồi admin chấm nhớ là away ha. Đừng quên. Admin chấm save return admin ha. Đó. Giờ tôi gọi cái này thôi. Root nha. Tôi viết cái root tôi gọi nè. À, dùng post, dùng get gì cũng được ha. Tôi copy đi ha các bạn. Copy luôn này cho nó nhanh nha. Có lâu quá. Cái root của cô là con cha này. Được chưa? Root nè. Đừng dẫn nè. Tôi để cái này là add new đúng không? Ok. Ở đây em để là add new. Được chưa? Request. Cái này như vậy không khác gì. Cái này chỉ gọi là tới chấm gì á? Insert ha. Bên kia hình như cô chưa export đó. Rồi. Recent admin. Ok. Đúng không? Kể nó đi. Thế thôi. Bên này cô chưa export nó này. Insert cô chưa export nó nè. Chưa export thì export vào. Được chưa? Rồi. Xong chưa? Rồi, bây giờ gọi này. Ctrl C. Thay cái này thôi mà CC gì đúng không? Add new. Rồi, username password là anh này đúng không? Rồi tôi đặt bà sang nè, cho nó hên nè. Được chưa? Rồi, send nè. Có lỗi không? Lỗi, không hên lắm sang ơi. Nói chung là không hên lắm sang ơi. Lỗi, không sao, lỗi. Lỗi mình trả về lỗi thôi. Model contractor thiếu hả? Ủa tôi thiếu cái gì? Hả? Controller. Cái gì? Truyền cái này hả? Đâu cần? New model có. Đâu cần? Để tôi coi được rồi. Tôi muốn truyền biến, tôi biết truyền biến chứ. Đâu ảnh hưởng gì hòa bình thế giới. Đâu ảnh hưởng gì hòa bình thế giới. Quan trọng không? Sen. Rồi ok chưa? Chạy chứ. Trời ơi. Các bạn phải phân biệt chứ. ID nè. Rồi cái này mới quan trọng nè. Cái này là cái mà hồi nãy tôi việc sang nói này nè. Refresh nha. Nó tạo ra một cái thằng admin khác nè. Thấy chưa? Hiểu vấn đề chưa? Nghĩa là khi tôi đang login là nó không gọi tới collection này đâu. Hiểu không? Nó phải là collection này nó mới đúng. Với cái schema đó thì phải là collection này nó mới đúng. Hiểu vấn đề không? Đấy, cho nên các bạn làm hoài chỗ này nó lỗi là vậy đó. Xóa được chưa? Xóa nha. Xóa, rough. Ok. Admin drop collection. Ok chưa? Vậy của nó là collection này mới đúng này. Được chưa? Rồi ok, giờ login được nè. Rồi thay cái này bằng login. Send. Vấn đề thấy chưa ạ? Nó ra chưa ạ? Ok nha. Ok chưa? Không, cái bảng đấy là bảng tạo trước. Bảng đấy là bảng tạo trước rồi. Em hiểu không? Các bạn tự tạo bằng, cô tạo bằng tay. Thôi, không hiểu thì thôi. Cái bảng đấy là bảng tạo bằng tay nha. Rồi, hiểu vấn đề đúng không? Rồi, ok. Cộng dòng sang một điểm. Rồi. Vậy là login hàm login viết xong chưa ạ? File này mình không phải file one, mà file của này mình có file gì đấy hả? Username. Phải password nha.
Username 2 chấm username được luôn ha. Rồi password 2 chấm password luôn. File của mình là file 1 ha. Tao tìm cái thôi. Nó ok. Rồi. Xong được cái phần login. Bây giờ đến cái phần nữa là mình. Rồi, mình xong viết xong cái API nhé. Mình bây giờ đến cái phần tiếp theo. Đó là xong viết cái API thôi. Bước tiếp theo nè, là mình bắt đầu tạo view đúng không các bạn? Tạo view nè. Tạo view. Đấy. Tạo view thì cách 1. Mình tạo view trong cái gì đấy ạ? Trong Node.js luôn. Tức là mình dùng cái HBS nha, Handle 3 nha. Ok chưa? Rồi. HBS. Rồi. Thì ở đây các bạn sẽ có cái gì ạ? Trong mình vào view thôi. Mình vào view. Cô tạo một cái file login. Đúng không ạ? Login.hbs. Rồi. Cái trang login này nè, nó tương tự như file này, nó chỉ chứa nội dung thôi, chứ nó không có chứa, nó không cần phải tạo toàn bộ file và cái nội dung để tự động nó sẽ gen nó gọi là render á ha, render ngay trong cái chữ body nè. Nó dùng cái thuật ngữ là render nha các bạn. Ok. Rồi, login này thì các bạn tạo đơn giản thôi, cái form login bình thường nhé. Muốn tạo deep hay tạo gì đó đó thì các bạn bây giờ ta tạo cái form. Ok. Trong cái form này á thì action chính là cái đường cái path mà nó sẽ nhảy tới ở trong root đó, nó gọi cái root á. Nếu tôi muốn chạy thì admin login nè, tôi xử lý nè. Đây nè. Thì tôi phải gõ đúng cái path này nè, nó mới nhảy tới. Gõ đúng cái path nó không tới nhá. Thì nó phải nằm ở trong cái cái action này. Như các bạn ghi là sẹt, đúng không? Router sẹt. Không đúng. Cái path của nó là gì ta? Admin sẹt API sẹt login mới đúng nha. Ok chưa? Đúng cái path mà các bạn gọi API ấy. Được chưa? Rồi cái method. Method của mình truyền đi là post ha. Ok. Rồi, trong cái form này mình sẽ để có cái thẻ P, mình để cái input type bằng text. Name bằng name thì nó phải đặt trùng với cái này nè. Nhìn nhá, name nó phải đặt trùng với anh này nè. Nếu đây là username các bạn đặt phải trùng với username này, không nó gọi sai ha. Ok. ID không cần đặt. Rồi, P input type bằng password á. Rồi name cũng đặt là password luôn á. Xong mình có một cái nút nữa. Mình là thẻ P là button đúng không? Button lock login. Ok. Để bước 1 là mình tạo cái view. Ok chưa? Một là tạo file login.hbs. Rồi, file của mình là file này. Hai, tạo xong rồi mình phải chạy được nó. Được chưa? Mình phải run được nó lên, chạy được cái giao diện nó lên, đúng không? Trong bây giờ tạo ở đâu nhỉ? Nói chung là mình phải tạo một cái view router. Mình tạo cái router dành cho view. Tóm lại là chạy được cái file login lên đó. Đúng không? HBS lên browser. Tức là mình phải chạy được cái file HBS này lên nè. Cái view này lên nè. Được không? Thì trong cái router các bạn phải chạy, các bạn viết ở đâu đó tùy các bạn. Thường các bạn sẽ tạo riêng một cái liên quan đến cái view á, không phải API á ha. Đúng không? Cái này của cô API. Thì
Thì bây giờ cô tạo thêm một cái nữa trong này cũng được. Ví dụ như cô không để API mà cô để là để chạy lên thì các bạn lưu ý là phải chạy bằng phương thức get, chạy từ đầu và chạy get nha. Chạy mà gõ đường dẫn ở trên cái đường address á, là cái phương thức gọi phải là get. Form thì có thể là post hoặc get, nhưng mà chạy bằng đường link ở trên address bắt buộc phải là get, nó một cái phương thức thôi. Vậy thì cô sẽ gõ ở đây là gì đấy ạ? Router.get. Rồi, tôi gọi là nhiều bạn thích gọi là gọi view cũng được ha. Muốn gọi gì hoặc gọi luôn cái login cho cô ha. Được chưa? Ok. Còn đây có chữ API nè, thấy không? Khác nha. Phẩy. Xin bình thường thôi. À, cái này không cần. Đúng không? Nó có gọi gì đâu, xin. Request, response. Chạy một cái xin lỗi, chạy một cái view thôi mà. Rồi. Cái này là trả về luôn là response.render nè. Render đúng không? Tới file gì? Cái của mình là login đúng không? Đúng chưa? Rồi cái trang thứ hai là gì? Đầu tiên là view của mình login. Cái thứ hai nữa là có thể các bạn truyền cái biến vào. Nhớ không? Đây. Đây là login luôn đi. Ok. Chạy nha. Đường dẫn của mình nè. Đường dẫn ở ngoài address nè. Cũng là HTTP localhost 2.3000. Rồi admin login. Được chưa? Rồi thử chạy nè. Chạy nào. Các bạn vào browser các bạn chạy bình thường t v. Ra chưa? Ra chưa? Ok không? Đó, render cái file thôi. Ok không? Rồi. Được chưa? Ok không? Tiếp. Rồi, bây giờ mình chạy login. Nếu mà đăng nhập thành công thì nó sẽ sang một cái trang nào đó. Ví dụ cô sang trang index ha. Đăng nhập thành công thì cô sẽ trang sang trang index. Index. Đúng không? Còn đăng nhập thất bại. Cái message á. Thôi cô để đây đỡ đi. Rồi đăng nhập thành công thì nó có thể nhảy sang index, có bạn render sang index. Đúng chưa? Đăng nhập thất bại thì nó thang một cái trang 404 hoặc trang thông báo gì đó message một cái gì đó các bạn quay lại đó và có cái message. Ok chưa? Rồi nhìn nhá. Giả sử như đăng nhập thành công. Vậy là cô sẽ vào cái admin này cô sửa nè. Login. Nó trả về admin, bây giờ các bạn có thể if nè. If admin khoan cái API nó xử lý xong, nó xử lý gọi anh này, gọi anh này xử lý xong nó sẽ trả về cái này không phải là API rồi, cái này để viết riêng các bạn nha, không được cái này á. Cô chỉ viết cho cái anh nghe nè. Cái này nè. Cô dùng cho anh web này thì ok nè. Ok chưa? Cái login của web này nè. Được chưa? Còn cái anh này nó viết trực tiếp vào trong này á. Thì tôi viết một cái khác. Không phải là API. Được chưa? Rồi. Tôi viết một cái khác là router. Cũng xử lý như vậy luôn. Phương thức post. Rồi, các bạn có thể là xử lý là login process hiểu không? Cho nó hiểu không?
Get tới login thì là nó chạy tới cái file login, còn get mà có post dùng cái post thì nó sẽ xử lý ha. Hoặc các bạn đặt cho cô một từ là login process ha, tùy các bạn ha. Rồi, dùng function xử lý nè. Tại sao cô lại tách ra một cái hàm riêng? Bởi vì hàm này tôi đơn thuần tôi trả về reason thôi. Trong cái đó cái hàm mà tôi xử lý nội bộ á, xử lý phía trong này nó tôi còn if else rồi render ra một trang khác luôn. Hiểu không ạ? Cho nên API các bạn viết riêng và cái xử lý view trong này các bạn viết riêng là vậy đó. Các bạn tách ra. Đấy, tại vì cô demo cho các bạn cho nên là cô các bạn thấy là cô viết chung thôi, thực ra bản chất các bạn phải tách ra thì các bạn mới xử lý tốt được cái này ha. Rồi, bây giờ tôi xử lý cái anh này nè. Ở xin nè. Nha, copy luôn nè. Copy anh này luôn, thả vào đây. Các bạn thấy nó giống nhau nhé, bản chất nó giống nhau. Nhưng nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau chỗ respond. Cái phần username, xử lý username và check password, check username password giống nhau, nó chỉ khác nhau chỗ respond này thôi. Ok? Vậy thì nếu như if cái admin này mà nó không có null, admin này nó không có null nghĩa là nó đăng nhập thành công, thì tôi sẽ respond chấm render, tôi render từ trang index đúng không, và message thông báo của tôi, thông báo cái message là gì đấy, trả về cái reason gì đó tùy các bạn á, là message là gì ạ, đăng nhập thành công. Cái chưa? Còn ngược lại, nếu như tôi không tăng đăng nhập thất bại, tôi cũng render tới chính nó luôn. Tôi render tới cái trang login. Tôi quay lại chính nó, nhưng tôi thêm một cái thông báo báo lỗi đăng nhập thất bại. Đúng không? Đăng nhập thất bại nè. Rồi, tôi sẽ phải xử lý cái message này, này các bạn nè. Rồi, vậy là nó khác nhau nè. Hai cái nhá. Cái dùng nội bộ thì tôi sẽ dùng xử lý render, cái dùng API ngoài á. Ví dụ như tôi dùng cho React Native hoặc là tôi dùng cái gọi React JS hoặc là một cái web bình thường ở ngoài thì tôi sẽ dùng cái API này. Đồng ý chưa ạ? Rồi, tôi xử lý cho các bạn chỗ này. Rồi ở đây tôi gọi tới login process các bạn nhá. Chỗ này tôi sẽ xử lý tới cái login process. Ok chưa? Rồi, phương thức là post username password. Bây giờ chạy thử nhá. Refresh anh này nào. Tôi sẽ gọi là bà Sang đúng không? Password là 123. Tôi nhấn login. Rồi, not now nào. Ở đây nó bảo là not found. Từ từ nhá, tại vì cái đường dẫn thôi các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Cái path này đáng lẽ nó phải là gì mới đúng ạ? Admin sẹt login process mới đúng đúng không? Rồi bây giờ xử lý chỗ này nè. Nó sẽ là sẹt admin sẹt login process chỗ này. Xử lý lại chỗ này nhá. Refresh nào. Bà sáng 123 login. Ok. Có phải là welcome to đúng chưa? Nhảy từ trang index đúng không? Rồi đúng chưa? Còn bây giờ tôi đăng nhập sai này, nhìn là nó trở về chính nó nhá. Ví dụ như ABC 123 login cái đăng nhập sai. Nó quay lại chính nó đúng chưa? Chỉ có điều tôi chưa xử lý cái message thôi. Ok chưa? Rồi, bây giờ xử lý message nào. Nếu như các bạn đặt thông báo có thể đặt phía trên này thì có phải là thẻ P đúng không? Style color red đi ha. Ở đây là mấy móc nhọn nè, ba móc nhọn hả, để hiện thì title là ba móc nhọn, cái ID message của nó là ba móc đúng không, ba móc hay mai hai móc mấy đứa, hai móc. Ok, hai móc thôi. Ok, xóa đi một đứa. Rồi xử lý chạy nè, refresh cancel đi ha, back lại đi ha, chạy lại từ đầu ha. Rồi nếu mà nó lỗi là ABC 123 login cái nó lỗi nha.
Có phải nó ghi chữ đăng nhập thất bại đây không? Đúng chưa? Nó gửi cái message ra đó đúng chưa? Đấy. Thì các bạn mà xử lý ở trong cái Node.js á, các bạn thấy cái luồng xử lý nó rất là dễ. Được chưa? Đấy, và thường thường nhá, một cái dự án các bạn chia ra hai phần. Một phần web mà viết ở trong Node và một phần API các bạn viết cho một cái ứng dụng khác để dùng. Thì các bạn sẽ tách ra. Được chưa? Các bạn sẽ tách ra. Viết API riêng. Được chưa? Viết API riêng. Crud viết cho API riêng. Rồi. Vậy là cô vừa test xong cho các bạn xử lý này. Cô nhắc lại nhá. Các bạn viết API này. Viết được API nè. Viết được hàm xử lý nè. Đấy. Ở đây bà sang sẽ thấy nó cái lời hài của controller. Đúng không? Các bạn viết tách controller các bạn có thể dùng ở đây. Có thể dùng ở đây. Bản chất các bạn dùng được nhiều nơi. Nếu các bạn dùng request response thì các bạn phải viết lại nhiều lần. Nhớ không? Đúng chưa? Đấy. Cho nên đó là lý do vì sao cô tách nó ra. Tách nó ra. Được chưa? Controller các bạn viết rất là độc lập. Vậy là mình vừa viết gửi, viết model nè, viết controller nè, cái này là viết API để xử lý login nè, và cái này viết hàm để xử lý login cho cái view nằm ở trong cái Node.js luôn nè. Được chưa? Mình xử lý trực tiếp ở đây luôn. Còn API thì mình chỉ cần trả về JSON là đủ rồi. Ok, và ở ngoài để họ sẽ từ code xử lý ở phía ngoài, ở phía client ha các bạn. Đó. Cái này thì nữa tôi sẽ, cái này tôi sẽ dùng vào cái web kia. Được không? Còn anh này tôi sẽ dùng vào đâu ạ? Anh này tôi sẽ dùng ở phía trong cái view ở phía trong Node.js. Ok? Rõ chưa ạ?